lẫn hình thức biểu hiện. Cùng sự tin tưởng ủng hộ của những nghệ nhân doanh nghiệp gốm như ông Nguyễn Văn Bui, xưởng gốm Tân Hiệp Phát 2 ở Vĩnh Long, các tác phẩm mới lần lượt ra đời mà hình thức tác phẩm gốm đã được nâng từ cấp mỹ nghệ đại chúng lên mức nghệ thuật tạo hình. Các họa sĩ cùng những nghệ nhân địa phương đã tạo mở một thế giới gốm đa dạng, với từ bình lọ, phù điêu cho đến các cột kèo, hàng rào, vách nhà, toàn bằng nguyên liệu gốm. Đất sét miền Tây đã trải qua bàn tay nghệ thuật của người nghệ sĩ có gốc gác miền Tây, qua ngọn lửa nung bỏng của người thợ quê để trở thành tác phẩm nghệ thuật phục vụ không chỉ người dân đồng bằng châu thổ. Đây là bức tranh về đất phương Nam, thể hiện cái cuộc sống mới khai quang của ông bà ta. Giống như cái người đàn bà thì ngồi mà gieo trồng những cái hạt giống, còn người đàn ông kế bên thì đang khai quang của đất. Nó thể hiện cái nét văn hóa từ xưa tới giờ của vùng quê đất phương Nam. Buổi chiều trong gian tạo hình của xưởng gốm Tân Hiệp Phát 2, nhóm họa sĩ Mekong A và những họa sĩ bạn nghệ thuật ở Vĩnh Long đang bắt đầu công đoạn tạo hình tác phẩm mới. Nhiều thớt đất sét vừa trải qua lọc trộn đã được dựng ôm khít khuôn chờ bàn tay uốn nặng. Trong cái nóng rang người ấy, các nghệ sĩ như hóa thân vào từng thớ đất. Cái thứ đất vừa được moi lên từ đáy ruộng sâu hay từ ký ức của một thời thơ ấu, khi có những đứa trẻ miền quê trốn mẹ ra đồng trong cái nắng hanh hao mùa xạ gặt, gục từng nắm đất sét để nặng lên những hình thù mơ hồ, mà không hề biết rằng những thỏi đất được tạo hình ngày ấy sẽ trở về nhiều lần trong giấc mơ trưởng thành, thúc giục họ phải làm nên một điều gì thật lớn lao từ giản đơn lòng đất. Bên góc đối diện, họa sĩ lão thành Lê Triều Điển đã hoàn thành tác phẩm thứ ba, thứ tư của mình, trong khi các đồng nghiệp lớp kế thừa vẫn loay hoay với khối đất chưa chuẩn hình thù, đang cố gắng hóa thân thành tác phẩm. Hàng chục năm theo đuổi nghệ thuật điêu khắc đã giúp họa sĩ Lê Triều Điển nhiều kinh nghiệm trong tốc độ biến những ý tưởng trừu tượng thành những hình phối cụ thể với bốn chiều góc cạnh. Dường như mỗi lần chạm tay vào đất, Lê Triều Điển lại tìm thấy chính mình với phơi phới tuổi hoa niên. Thoại đất trong tay ông như đang truyền đi một sức mạnh mơ hồ mà khó thực. Cái sức mạnh mà ông đã nhiều lần nghiệm thấy khi nằm áp vào mặt đất trong nhiều năm của thơ ấu đời người, trước khi rời quê mẹ đi lập danh nơi đô hội. Cái cảm giác của người nghệ sĩ thường tồn tại lâu hơn hoàn cảnh sinh ra cảm giác ấy. Và người họa sĩ tóc đã phai màu vẫn có thể gọi lên trong một khoảnh khắc ký ức và tình yêu dành cho đất mẹ, và tạc khái niệm ấy thành một khối hình nghệ thuật. Mekong Art đã nhiều lần về miền Tây này để làm gốm cùng họa sĩ Lê Triều Điển với lại một số anh em. Về đây kỳ này có anh Bui, doanh nghiệp hỗ trợ cho anh em làm những tác phẩm gốm để triển lãm. Thì về Vĩnh Long này cũng quê ngoại của mình thôi. Mỗi lần về đây thì giống về quê của mình. Về đây thì nó rất gần gũi. Bà con đây gần gũi mà hỏi người ta hỗ trợ mình hết mình về trong cái công việc sáng tác, cũng như mấy anh em ở Mekong. Miền Tây là cái nơi mà phải nói đất rất là trù phú, cuộc sống rất đạm bạc, nhưng họ rất có tình có nghĩa. Di chuyện này thì sách vở nói rất là nhiều rồi. Thì đây là lần đầu tiên tôi được nhóm câu lạc bộ Mekong Art cùng các anh em về đây, và được anh Bui là chủ doanh nghiệp gốm ở đây đã dẫn đi coi lò gốm
và anh cũng có những ý tưởng là muốn đưa nghệ thuật vào gốm để phát triển lên một bước mới hơn, để cập nhật hơn trong cái thời điểm bây giờ về văn hóa. Bao đời nay, dòng Cửu Long vẫn miệt mài chuyên chở lớp lớp phù sa để bồi nên một vùng đất để đơm cây trái và tạo hình bến bãi. Nơi làng xóm Trù Phú Phương Nam, từ thuở khẩn quan đã tạo nên cái tình của những người mở đất áo nâu. Tình đất, tình người Nam Bộ là điều kiện lý tưởng giúp nuôi dưỡng những tâm hồn nghệ sĩ và làm chất men lân lân để người nghệ sĩ sáng tác nên những bài hát, giai điệu bổng trầm của Lý Hò hay đờn ca tài tử. Và tình cảm ấy cũng quá thân thành những hình ảnh cụ thể với những nét phác họa khái quát nhất trên tranh, bình, phù điêu và bây giờ là một gian nhà kiến trúc gốm. Và tài hoa nghệ thuật ấy sẽ vẫn được kế thừa và phát huy từ các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân miền sông nước. Gia đình tôi làm những cái sản phẩm bằng đất sét nung để nói về cái truyền thống văn hóa của đất phương Nam cũng như là đất nước Việt Nam. Nên tôi là người kế thừa để giữ gìn phát huy cái những cái gì mà các bác, các chú và họa sĩ đã cùng hợp tác với gia đình chúng tôi. Tôi cũng muốn sau này làm những cái sản phẩm nhiều hơn nữa để khắc họa đậm nét cuộc sống hàng ngày của người dân đất phương Nam, cũng như cảm ơn ông bà đã khai quang cái vùng đất phù sa như vậy. Mà cái tình này cũng có lẽ là nó dẫn dắt từ những ông bà ngày xa xưa mà mở đất phương Nam đó, đã biết đùm bọc với nhau, thương yêu nhau, đi mở đất xa xôi, những cái rừng thiêng nước độc để khẩn quan dựng nên làng, nên ấp, tạo nên cái nề nếp đời sống ca dao hò dè đủ thứ chuyện dân gian tục ngữ, giai thoại và huyền thoại, biết bao nhiêu sách vở mà để lại. Thì anh em họa sĩ chỉ có việc là bây giờ hiện nay mình dựa trên cái gia tài đó mà tụi mình sáng tác để chi mang cái đất, mà cái đất đó là cái hồn của quê hương, của miền Tây Nam Bộ, của dòng sông lớn, một cái dòng sông Cửu Long, dòng sông Mê Công, cái dòng sông chở đầy phù sa để nuôi sống cả một cái nền văn minh lớn mà nó giống như nhiều cái nền văn minh lớn ở trên thế giới đều mang tên những dòng sông lớn. Câu chuyện về những nghệ sĩ của một câu lạc bộ mang tên Dòng Sông Lớn như đã tìm thấy một kết thúc có hậu. Từ chính vùng đất châu thổ này lớn lên thành danh, các nghệ sĩ đã trăn trở đi tìm và kết hợp những sáng tạo nghệ thuật của mình để nâng cấp một làng nghề lên tầm dốc nghệ thuật. Cảm xúc và tài năng của họ được nuôi dưỡng từ vùng đất phù sa đã trở lại phục vụ ngay chính vùng đất ấy qua những tác phẩm được thành hình từ đất. Nghệ thuật dù có lớn lao đến mấy vẫn sẽ đi xa khỏi đời sống nếu nó không phục vụ nhân sinh, phục vụ cuộc sống. Và trên những hình ảnh tạo nên trên bề mặt gốm thô mộc đã được nung qua bao lớp lửa, đất và con người cũng như lịch sử khẩn quan mở cõi phương Nam sẽ được lưu giữ sống động cho ngày sau. Trong bức tranh hoành tráng ấy, chắc đời sau mấy ai nhớ đến tên những người đã tạc hình đất, nhưng nào có hề gì.